Các thân mến, trong những clip trước chúng ta đã tìm hiểu thế nào là mặt nón, thế nào là mặt trụ. Thì mặt nón và mặt trụ đều được hình thành khi quay một cái đường thẳng quanh một cái trục delta. Mặt nón là khi cái đường thẳng đường sinh đó là L cắt cái trục delta. Thì uh, quay cái đường thẳng N quanh trục delta thì tạo thành một cái mặt nón. Còn nếu như đường thẳng L mà song song với trục delta thì quay N quanh delta thì sẽ được một cái mặt trụ. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu một cái loại nữa đó là cái đường sinh không phải là một đường thẳng mà nó đường cong. Cụ thể ta tìm hiểu cái phần đơn giản đó là đó là nửa bán nó hình bán nguyệt, là nửa đường tròn. Đấy. Thì quay nửa đường tròn quanh trục delta thì ta sinh ra một cái gọi là mặt cầu. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các đặc điểm và cái tính chất của mặt cầu. Đây là hình ảnh của mặt cầu. Đấy. Khi ta quay một nửa đường tròn thôi, quay quanh trục delta thì chúng ta đã biết rồi. Đường tròn là tập hợp tất cả các điểm cách đều một điểm một khoảng cho trước một số không đổi đấy. Thì đấy gọi là đường tròn Thì bây giờ trong không gian thì tập hợp các điểm như vậy đúng không? Tập hợp các điểm mà cách đều điểm Y cho trước một khoảng không đổi thì cũng được gọi là mặt cầu Thì chúng ta có định nghĩa mặt cầu như sau nhé Trong không gian người ta cho điểm Y là điểm cố định và một số thực dương R đấy. Tập hợp tất cả các điểm M trong không gian Các điểm M trong không gian mà cách y một khoảng r Đấy, thì được gọi là mặt cầu tâm y bán kính r và người ta có ký hiệu s mở ngoặc y chấm phải r đây là mặt cầu s tâm y bán kính r và khi đó nó có ký hiệu này s y r đúng không thì bằng tập hợp tất cả các điểm m sao cho độ dài im thì bằng r như vậy là trong không gian tập hợp tất cả các điểm cách đều một điểm cho trước một khoảng không đổi chính là mặt cầu tâm y bán kính r bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các đặc điểm các mối quan hệ giữa mặt phẳng với mặt cầu và giữa đường thẳng với mặt cầu Đấy, thì phần thứ hai này chúng ta cùng xét về vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng thì cho mặt cầu là có tâm y bán kính r và mặt phẳng p vậy ta gọi h là hình chiếu vuông góc của y lên p và người ta đặt cái ih bằng bằng d chính là khoảng cách từ Y đến mặt phẳng P. Khi đó chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu độ lớn D đấy là IH mà lớn R đấy, thì mặt cầu và mặt phẳng sẽ không có điểm chung. Chúng ta nhìn hình ảnh đây. đây. Mặt cầu đây, mặt cầu giao mi, mặt kính R. Đấy. Mà khoảng cách D mà IH này, IH đây này. IH mà lớn R. Bạn ừ, chưa? IH lớn R có nghĩa là IH là lớn hơn cái độ độ dài của M M2I Đây là M2I này đấy. Thì khi đó này Mặt phẳng và mặt cầu sẽ không có điểm chung Tiếp theo phần thứ hai Nếu như D bằng R D bằng R thì chắc chắn nó sẽ giống như là là về trong cái phần đường tròn đấy Thì mặt phẳng và mặt cầu ở đây sẽ tiếp xúc với nhau Mặt phẳng và mặt cầu tiếp xúc với nhau Đây hình ảnh này Mặt phẳng, mặt cầu Đây là mặt cầu này Đây là mặt phẳng đúng không Độ dài IH chính bằng R và khi đó là P là mặt phẳng tiếp diện mặt phẳng tiếp diện P là mặt phẳng tiếp diện và H đây thì gọi là tiếp điểm trường thứ ba đó là D nhỏ R khi D nhỏ R thì cái mặt phẳng P sẽ cắt cái mặt cầu theo thiết diện đó là đường tròn đây em nhìn hình ảnh nhé đây là mặt cầu đúng không mặt phẳng là mặt phẳng P đây mặt phẳng P sẽ cắt cái mặt cầu theo thiết diện đó là cái này đường tròn giao tuyến của nó là đường tròn này đấy khi mà IH nhỏ hơn R IH thì đây chính là đường tròn tâm Y phải đây H chụp Y phải đây Y Y phải này đúng không Y phải nhỏ hơn R đây là R nhá thì khi nó tam giác Y Y phải đây này quay độ này chính là bằng uh, tam giác này tính là tam vuông và khi đó ta dễ dàng tính được R nhỏ E nhỏ đoạn này E nhỏ đoạn này thì sẽ bằng đây là to bình phương trừ đi y phẩy bình phương, như y phẩy trên y hát thôi, y trùng hát mà y phẩy trùng hát thì ta có r sẽ bằng r nhỏ bán kính của đường tròn sẽ bằng căn bậc hai của r bình phương hay là to bình phương bán kính mặt cầu trừ đi y hát bình phương hay là y phẩy bình phương cũng thế nhé. Trong chương hôm nay chúng ta cùng lưu ý nếu như mặt phẳng p mà đi qua tâm của cái mặt cầu thì khi đó mặt phẳng p được gọi là mặt phẳng kính và thiết diện lúc đó được gọi là đường tròn lớn. Đấy. Rồi. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ ba đó là vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng. Thì mặt cầu và đường thẳng cũng có ba vị trí tương đối giống như là cái cái phần mặt cầu và mặt phẳng. Thì thứ nhất là ta cho cái mặt cầu tâm y bằng kính R và đường thẳng delta. Gọi H là hình chiếu vuông góc của y lên delta. Khi đó ta có trường hợp như sau. Trường thứ nhất mà nếu mà IH lớn hơn R. Đấy thì delta không cắt mặt cầu, hình ảnh đây. Độ lớn IH mà lớn hơn R đây. Thì đường thẳng delta này không cắt mặt cầu. Trường thứ hai này, nếu như IH mà bằng R, khi đó delta sẽ tiếp xúc với mặt cầu. Và delta thì gọi là tiếp tuyến của mặt cầu, và H gọi là tiếp điểm. Đây hình ảnh đây nhé IH này bằng R. Delta sẽ tiếp xúc, đấy, tiếp xúc với mặt cầu. Giống như cái đường, đường tròn nó tạo từ lớp 9 rồi đúng không? Và khi đó delta đây Thì gọi là tiếp tuyến của mặt cầu S còn thằng H này được gọi là tiếp điểm. rồi sang một phần nữa đó là IH mà nhỏ hơn r thì delta sẽ cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt hai điểm AB phân biệt đúng không giống y hệt như là à, trong đường tròn em thấy này đây khoảng cách từ y đến delta là IH đây IH nhỏ r thì khi đó người ta sẽ khi đó là, là cái delta này này sẽ cắt mặt cầu tại hai điểm A và B. Và chúng ta cùng lưu ý trong trường hợp mà đường thẳng cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt thì ta có cách tính cái bán kính mặt cầu như sau. Ở à đây, trong phần này. Các chú ý này, cái tam giác IHA Đây này, này, đây là tam giác vuông. Do vậy bán kính R ấy, bán kính R theo tính hiệu Pythagore sẽ bằng IH bình phương cộng với AH bình phương tất cả ở trong trong căn. Đấy. Mà AH sẽ bằng nửa của AB. Do vậy R sẽ bằng căn bằng 2 của IH bình phương cộng với AB trên 2 tất cả bình phương. Rồi. Chúng ta sang phần số 4 là các công thức tính diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu. À. Cho mặt cầu tâm Y bán kính R, khi đó ta có công thức tính diện tích của mặt cầu S bằng 4 pi R bình phương. Đấy. Còn thể tích của khối cầu V sẽ bằng 4 phần 3 pi R mũ 3 Đây là hai công thức rất quan trọng mà nó phục vụ cho các em để tính toán các phần về sau Các em phải lưu ý học thuộc luôn hai công thức này Vì nó cũng khá dễ nhớ thôi nhá S bằng 4 pi R bình phương Còn V bằng 4 phần 3 pi R mũ 3 Trong sang phần số 5 đó là điều kiện để một cái hình chóp hoặc hình năng trụ Nội tiếp một hình cầu hoặc là nó có hiểu là nó tồn tại cái mặt cầu ngoại tiếp Thì thứ nhất nói về hình chóp Hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp khi và chỉ khi đáy của nó là một đa giác nội tiếp hình tròn. Còn hình lăng trụ là có mặt cầu ngoại tiếp khi và chỉ khi lăng trụ đó là lăng trụ đứng và đáy là một đa giác nội tiếp đường tròn. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một số ví dụ. Đầu tiên, chúng ta vào ví dụ số 1. Cho mặt cầu S có thể tích là 36 pi cm khối. Diện tích của mặt cầu S bằng bao nhiêu? Đấy, bài toán cho bốn kết quả. Thì bây giờ chúng ta cần áp dụng cái công thức đơn giản thôi. Hai công thức Chúng ta phải chú ý này Có hai công thức quan trọng là S của mặt cầu S thì bằng 4 Pi R bình phương Còn V Sẽ bằng 4 phần 3 Pi R mũ 3 Đây là hai công thức các bạn phải thuộc luôn nhé Thì bây bài, bài toán này cho Thể tích bằng 36 cm khối V bằng 36 Pi cm khối Suy ra 4 phần 3 Pi R mũ 3 bằng 36 pi chưa Đấy, thì từ đây ta rút ra r mũ 3 rồi bằng 27 thì r sẽ bằng 3 khi r bằng 3 rồi ta đã thay vào công thức ở trên để tính được s của mặt cầu và s mặt cầu bằng 4 pi r 3 bình phương 3 bình phương 9 đúng không 36 36 pi cm vuông. Như vậy diện tích của mặt cầu bằng 36 pi cm vuông. Do vậy ở ví dụ mô này chúng ta sẽ chọn đáp án B. Chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang ví dụ số 2. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2. À, cho mặt cầu S có diện tích bằng 16 pi cm vuông. Diện tích của đường tròn lớn của mặt cầu bằng bao nhiêu? Bài toán cho chúng ta bốn kết quả. Như vậy chúng ta cần chú ý này, đường tròn lớn có nghĩa là đường tròn mà đi qua tâm Y. Đấy. Thì bây giờ ta có Diện tích mặt cầu S mặt cầu S thì bằng 4 pi r bình phương Ủa, mà phải tăng cho bằng 16 pi trên mét vuông suy ra gì nhỉ 4 pi r bình phương bằng 16 pi như vậy r bình phương sẽ bằng 4 và r sẽ bằng 2 r bằng 2 bây giờ chú ý này cái đường tròn lớn mà đi qua mặt cầu thì bán kính của đường tròn lớn cũng chính là bán kính của mặt cầu bán kính đường tròn lớn cũng bằng r bằng hai như vậy ta sẽ tính được diện tích của đường tròn diện tích của nó s của đường tròn sẽ bằng pi E là bình phương, em nhớ có phức diện tích tính diện tích hình tròn nhá. Q là bình phương bằng 4 pi cm vuông. 4 pi cm vuông. R bằng 2 bình phương 4 pi cm vuông. Như vậy thì ở ví dụ số 2 này chúng ta sẽ đáp án B 4 pi cm vuông. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3. Kèm sang ví dụ số 3. Uh, diện tích của một mặt cầu bằng 100 cm vuông. Uh, khi đó tính bán kính của mặt cầu sẽ bằng bao nhiêu? Bài toán cho chúng ta bốn kết quả như này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu S bằng 4 pi r bình phương. Mà bài toán cho diện tích bằng 100 cm vuông. Như vậy là 4 pi r bình phương bằng 100. Từ đó giúp ta được r bình phương sẽ bằng 100. Sẽ cho 4 pi. 100 4 pi thì bằng 25 25 pi bình phương lên để ra căn đi đúng không? R thì bằng căn bậc 2 của uh, 25 chia pi. 25 thì bằng căn 25 thì bằng 5 căn pi trên, trên pi cm. Như vậy R bằng 5 căn pi trên pi cm. Uh, ở ví dụ 3 này chúng ta sẽ chọn đáp án D. 5กันต์ปีจีนปีเซนิเมตร